Sáng ngày 8 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Trần Nguyên Hãn đã tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh, các đồng chí thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã. Những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phường đang duy trì 22 mô hình liên kết tự quản, tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả. Năm 2023, Ban Chỉ đạo phong trào đã chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức các hoạt động tiến tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của thành phố. Trong đó đã lựa chọn 12 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, kết hợp với giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn, xây dựng phong trào ở cơ sở. Thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2023. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trần Nguyên Hãn đã đạt được trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở thật sự vững chắc, thường xuyên quan tâm, chăm lo, xây dựng lực lượng nòng cốt ngay từ cơ sở, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ công an phải xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong các hoạt động nghiệp vụ của mình. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn võ thuật, dân vũ. Nhân dịp này, nhân dân và cán bộ phường Trần Nguyên Hãn đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. 30 tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. 1 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm vận động nhân dân kích hoạt định danh điện tử.